Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chuyên đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng với bác các bộ cần câu lục, câu biển tầm trung thôi nhé. Hàng mới nguyên hộp của Daiwa. Giá thì tùy bộ các bác nhé. Khoảng hơn 5 triệu cho đến hơn 6 triệu đổ lại. Đầu tiên có bộ thứ nhất là bộ cần price sup chữ đen này, cần price sup chữ đen này nhỉ. Các bác nhớ là nếu lấy bộ, mỗi bộ này sẽ được tặng kèm một dù chìm Dynama nhé. Này, nếu bác lấy bất kỳ bộ nào trong những bộ này thì các bạn được tặng kèm dù chìm Dynama trị giá 200.000 nhé. Đấy, dù chìm Dynama đấy, phần quà tặng kèm đó nhé. Công tính chiết khấu vào sản phẩm đó các bạn. Bên anh Trường trước nay tặng quà không chiết khấu vào sản phẩm. Đây, bộ đầu tiên này, anh em sẽ có bộ cần price sup chữ đen 33425. Đi một con máy Crocat. Sup 35 SCW 5000 CQD. Các bác nhìn này. Bộ này rất là đồng bộ luôn. Đồng màu trắng hết luôn. Các bác nhìn. Cả bộ luôn nhá. Nếu bác lấy rời cần là 2.350.000 này. Máy là 2 triệu. Máy 2 triệu. Tổng bộ này là 4.350.000. Đấy. Nhá. 4.350.000. Cả cần và máy, và các bác được tặng nhá, tặng kèm dù. Dù này là anh em được tặng kèm chứ không có tính tiền trong bộ này nhá. Đấy, nếu tính tiền cả dù vào nó sẽ rơi vào 4.550.000. Đấy. Nhưng đây là không tính tiền dù mà tặng kèm dù. Thì cả bộ cần và máy là 4.350.000. Đây cần này bác nhé. Về thông số thì nó trên thân cần hết rồi đây. Đây là cần hàng mới nhé, hàng mới nguyên hộp, sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc nhé. Đây độ dài 4m25. Thu lại 117 cm, 4 lóng, trọng lượng là 485g, đường kính ngọn 2,7mm, đường kính gốc là 24,7mm. Hàm lượng carbon 92% và 8% thành phần khác. Các bác nhớ đây là hàng của Daiwa chính hãng chứ không phải hàng tàu hàng Trung Quốc nhé. Các bác nên phân biệt rõ ràng với nguồn gốc xuất xứ, với lại hàng sản xuất của nước nào. Made in Việt Nam, Made in Thái Lan là ghi là nguồn gốc xuất xứ thôi. Đấy, nguồn gốc xuất xứ. Còn hãng thì là hãng của Daiwa, nên không phải là cứ ghi Made in Nhật Bản thì là Made in Japan là hàng của Japan đâu. Đấy. Nếu mà hãng đó không phải của Nhật mà hãng của Hàn thì nó sản xuất tại Nhật thôi. Đấy, ví dụ như là em nói đơn cử, ví dụ như là con máy Samsung ạ. Đấy. Công ty là của Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam thì bắt buộc nó phải ghi Made in Việt Nam, chứ không thể nào ghi là Made in Hàn Quốc được. Hay Korean được. Đấy nhá. Còn những cái mẫu nào mà công ty ví dụ của Daiwa Shimano nó có Made in Japan ấy, là nó sản xuất tại nước nó. Đấy. Hãng này là của Nhật và sản xuất tại Nhật thì nó sẽ có ghi là Made in Japan. Đấy. Hoặc thậm chí nó sẽ không in cái gì cả. Nhiều mẫu anh em nhìn thấy nội địa nó không cần in, nó không cần ghi luôn. Thì những cái mẫu nó chỉ cung cấp cho thị trường nội địa Nhật thôi mà. Đây. Pat Fuji hàng xịn luôn. Quen Fuji hàng xịn. Đây là alo phiên bản mới nhất năm 2021 nhé. Đây cái alo mới này. Cái mẫu alo mới 2021 này, định vị quen này. Định vị quen đây. Đấy. Đấy là về cần nhé. Về cần thì các bác mua rời cần thì em đang bán là 2.350.000 các bác nhé. Đấy. Máy cũng vậy, máy dòng Crocat này em đang bán Crocat S35 CQD. Đấy. Này em đang bán là 2 triệu các nhá. Các bác lấy cả bộ thì được tặng kèm dù nhá. Đây. Các bác lấy cả bộ sẽ được tặng kèm dù chìm Dynama chỉ giá 200.000. Còn đây là về con máy này. Máy thông số đây. Đây cũng là mẫu mới nhất năm 2021 đây này, tem là của năm 2021 này. Đây, máy là Crocat Sup
35 SCW 5000 CQD. Trong tỷ lệ chuyển động là 4.9:1, trọng lượng là 625 g, tải mác là 15 kg, tốc độ UZ là 103 cm, 3 bậc đạn. Đấy, áp dụng các công nghệ này của Daiwa đây. Dây nylon 0.35 vào 300 m. Đây là con máy các bạn. Con máy này kết hợp với cần này. Đồng gần như đồng một bộ luôn. Cảm giác như con máy này sản xuất ra để gắn với cái cần này. Đấy, gắn với cần này. Đấy. Máy mua lẻ 2 triệu nhé. Con lấy cả bộ sẽ có giá là 4.350.000. Còn bộ tiếp theo trên này, nó sẽ có bộ đắt hơn. Đó là cần Daiwa VW Sup. Cần Daiwa VW Sup cộng với máy MLM Sup 35 SCWQD, giá 2.9.000 mua máy không nhé. Cả bộ là 6.500.000. 6.500.000. Được tặng kèm một cuộn rùa chìm, chỉ giá 200.000 nhé mọi người. Đầu tiên ta vào máy trước này. Máy MLM Sup giá 2.9.000 này. Những cái mẫu này thì sản xuất tại Việt Nam nhé này. Sản xuất tại Made in Việt Nam, nhà máy Daiwa ở Việt Nam nhé. Điều cho động là 4.9:1, trọng lượng là 615 g, mắc là 15 kg. Tốc độ dây là 106 cm, 6 bậc đạn. Và kèm thêm một lô phụ này. Máy này có 2 lô nhé, 2 cối. Dây nylon 0.30 và 300 m này. Con này áp dụng khá nhiều công nghệ tiên tiến của Daiwa như Marceller này, Aireto này, Digger này, Airbone này, QD. Còn đây về con máy đây. Nó chủ đạo của nó vẫn là màu bạc pha với lại viền màu đỏ. Đây, màu trắng bạc. Đấy. Pha màu trắng kim loại này. Một số viền màu đỏ này. Đấy. Máy thì rất là êm mượt, to khỏe. Đây. Kèm một lô phụ nữa nhé. Các bác lấy máy không là 2.9 nhá. Lấy cả bộ có giá là 6.5 nhá. Và khi lấy cả bộ các bác mới được tặng dù kèm theo nhá. Tặng dù chìm. Còn về con cần. Cần là Daiwa VW Sup T33425. Màu xanh ngọc. 4m25. Thu lại là 117 cm. Trọng lượng là 480 g. Đứng ngọn 2.6mm. Đứng gốc là 24.7mm. Hàm lượng carbon 93% và 7% thành phần khác. Đấy nhá. Cũng là hàng mới nguyên hộp luôn. Mẫu này cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc nhé. Cần thì các mua rời là 3.6 triệu. Em đang bán 3.6 triệu nhé. Cần nếu nó mua rời thì em đang bán giá là 3.6 triệu đây. Con này thì nằm trên phân khúc của Daiwa chữ đỏ và trên phân khúc của Daiwa chữ đen. Dưới phân khúc của Daiwa Xtra. Tem phân phối nhập khẩu đây. Sản xuất tại Man Chile. Quen Pat Fuji, hàng xịn luôn nha. Đây. Định vị quen này. Đấy. Xoắn toàn thân này. Đấy, các bác lấy rời cần sẽ là 3.6 triệu nhé. Đấy, nếu rời, lấy rời cần là 3.6 triệu này. Lấy rời máy là 2.9 triệu này. Lấy cả bộ là 6.5 triệu. Và được tặng kèm đồ chìm Dynema nhé. Cần thì là hai mẫu này đều là cứng BX cả các bác nhé. Hai bộ em giới thiệu này là đều độ cứng là BX hết. Đấy, cả hai bộ này độ cứng là BX hết. Nếu lấy bộ đầu tiên có giá là 4.350.000. Bộ thứ hai có giá là 6.500.000 các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Số điện thoại em để dưới video. Đấy, địa chỉ em để dưới video hoặc em để một số trên tiêu đề video nhé. Đấy, địa chỉ của Giang Trường Vĩnh Sinh là địa chỉ cụ thể, số nhà cụ thể rõ ràng. Không phải úp mở số điện thoại chính chủ luôn.
Đấy, bắt đầu cần mẫu nào thì alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video.